Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, mạng xã hội truyền tay nhau clip một thanh niên có hành vi cầm ghế cục đá lao đến đập mạnh vào xe cứu thương. Phẫn nộ hơn, chiếc xe cứu thương đang trên đường chở bệnh nhân cấp cứu nặng đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đang phối hợp truy tìm đưa nghi phạm về làm việc. Tối ngày 2 tháng 6, mạng xã hội lan truyền clip kèm thông tin xe đang chuyển bệnh nhân thở máy gặp ngay ông trời con. Theo anh em thì nên xử lý thế nào? Chặn xe cấp cứu luôn. Nội dung clip cho thấy xe cứu thương chở bệnh nhân đang chạy, hú còi, thì một thanh niên mang khẩu trang mặc áo trắng cầm ghế sắt từ lê lao ra chặn và định đập kính xe theo clip thì thanh niên đội nón kết mặc áo sơ mi trắng cầm theo một cái ghế xanh từ lề đường xông đến cửa xe cấp cứu định tấn công tài xế lúc này thì hai người phụ nữ chạy ra ngăn cản người thanh niên và giật lại chiếc ghế không dừng lại ở đây người thanh niên chỉ vào mặt tài xế và lớn tiếng hủ dọa xe cứu thương tiếp tục lăn bánh thì người thanh niên lúc nãy điều khiển xe gắn máy chạy theo và vượt lên người thanh niên cầm cục gạch to từ lề đường chạy ra và ném bể kính trước xe cứu thương trên xe thì tiếng hai phụ nữ hoảng hốt xe chở bệnh nhân anh ơi vài giây sau tiếng tài xế nói lớn ui ra chảy máu rồi sau đó tài xế xuống xe và nói trên xe chở bệnh nhân nặng lắm có bác sĩ trên xe nữa Ngày 3 tháng 6, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân tại Trà Vinh xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều 31 tháng 5. Người nhà của bệnh nhân đi xe cấp cứu của Bệnh viện Trợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh để đưa một bệnh nhân lớn tuổi vừa mổ xong về Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân tiếp tục điều trị. Khi đến đoạn đường ngang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh mới xây thì xảy ra vụ việc. Người cầm gạch đập vỡ kính xe đi chung trên xe máy với hai người nữa. Nguyên nhân của vụ việc được xác định do thanh niên cùng hai cô gái chạy xe dàn hàng ngang trên đường. Tài xế xe cứu thương có hú còi xin nhường đường, nhưng người thanh niên và hai cô gái không cho. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 31 tháng 5 trước cổng bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Trà Vinh. Tài xế trong đoạn clip là anh Tạ Văn Quốc, 28 tuổi, thường trú tại ấp Trường Long, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Toàn bộ sự việc được anh C cũng là tài xế xe cứu thương đi cùng ghi hình bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội. Anh C cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, anh Quốc lái xe cứu thương chở bệnh nhân đi từ bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh về bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh để tiếp tục chữa trị. Bệnh nhân phải thở máy suốt quãng đường chuyển viện. Trên đường đi, tài xế quốc nhìn thấy một nam thanh niên cùng hai người phụ nữ. Nhóm này lái xe máy đi dàn hàng ngang. Lúc này, tài xế quốc hú còi để xin nhường đường, nhưng nam thanh niên chỉ quay lại nhìn. Sau đó, vì lo lắng cho bệnh nhân trên xe, tài xế quốc bật thêm chiếc còi nữa, thì bị nam thanh niên quay lại chửi rủa chặn đầu xe. Nam thanh niên hung hăng, xe cấp cứu trên Sài Gòn xuống đây gặp tao phải tắt còi, sau mày dám hú còi, tao là chùm ở đây, tụi mày phải biết điều. Tài xế quốc đã giải thích, trên xe có người bệnh nặng lắm anh ơi, trên xe có bác sĩ đi theo nữa, nhưng người này tiếp tục chửi rủa phóng xe về phía trước để tìm hung khí. Khi xe cứu thương di chuyển đến cổng bệnh viện Đa Khoa tỉnh Trà Vinh, nam thanh niên này đã cầm một cục đá to, đập vỡ kính phía trước, kính chiếu hậu và kính cửa sổ tài xế. Bị tấn công bất ngờ, anh quốc chỉ kịp mở cửa chạy thoát. Bản thân anh cũng bị đá và kính đập vào người, chảy máu tay đầu. Do lo cho tính mạng của bệnh nhân, tài xế quốc đã gọi điện nhờ trợ giúp di chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Sau khi sự việc diễn ra, anh quốc đã phải nằm ở nhà dưỡng thương khoảng 3 ngày mới có thể tiếp tục đi làm. Anh xe cho biết một phần do bệnh viện quá đông bệnh nhân, tài xế quốc cũng phải cố chịu đau để đi làm. Nhiều bình luận cho rằng hành động chặn xe cứu thương đang chở bệnh nhân không thể chấp nhận bởi ảnh hưởng đến mạng sống của con người. Được biết xe cứu thương nói trên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Cường Phúc Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Minh Cường, quản lý công ty Cường Phúc Thọ cho biết sẽ cứu thương chở bệnh nhân từ bệnh viện trợ giấy Thành phố Hồ Chí Minh tới bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh vào chiều 31 tháng 5 ông cường nói được người đi đường can ngăn xe cứu thương tiếp tục chở bệnh nhân đi tuy nhiên thanh niên mặc áo trắng tiếp tục chạy theo xe cứu thương và cầm cục gạch to đập bể kính xe do tài xế lấy tay che mặt nên bị kính làm rách ra tay chảy máu đình thân trong vài giây tài xế tiếp tục chở bệnh nhân tới bệnh viện đa khoa trà vinh theo chia sẻ của chị nnlt con của bệnh nhân chị tê cho biết không hiểu sao người thanh niên điều khiển xe gắn máy không nhường đường mặc dù xe cứu thương liên tục hú còi chị tê cho biết người thanh niên còn chặn và lấy gạch ném vỡ kính xe cứu thương khiến tài xế bị rách ra tay chảy máu khi xe bị người thanh niên chặn lại tôi lo sợ mẹ đưa vào bệnh viện đa khoa trà vinh trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay sau khi nhận được tin báo Lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và bước đầu xác định, nghi phạm gây hư hỏng xe cấp cứu là Hà, Quang Danh, 26 tuổi, thường trú tại khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, chỗ ở hiện nay là khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải Trà Vinh. Tuy nhiên, hiện nghi phạm này đang lẩn trốn nên cơ quan công an chưa làm việc được, do đó cũng chưa xác định được hai người nữ đi xe máy có liên quan đến việc hủy hoại tài sản hay không. Hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp công an thành phố Trà Vinh, công an thị xã Duyên Hải tập trung tổ chức truy tìm nghi phạm Hà Quang Danh ai cũng biết rằng xe cứu thương là một trong những loại xe được ưu tiên đã được quy định trong các văn bản pháp luật đồng thời nhường đường cho xe cứu thương để bệnh nhân được cấp cứu kịp thời cũng là hành động nhân văn bởi mạng sống của con người là quan trọng hơn hết thế nhưng lại có một số đối tượng manh động sẵn sàng chặn đường cản xe cứu thương đang làm nhiệm vụ gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến thời gian vàng cấp cứu của bệnh nhân Mặc dù cơ quan công an đã vào cuộc kịp thời để làm rõ vụ việc, tuy nhiên ngoài việc nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương, phía tài xế xe cứu thương và công ty cũng chưa hợp tác tốt, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Liên quan tới vụ việc, công an thành phố Trà Vinh đã đưa ra thông tin chính thức về quá trình xác minh làm rõ. Qua tìm hiểu thì nghi phạm Hà Quang Danh đập bể kính xe cứu thương hiện đang làm tại một cơ sở mai táng DCH ở thành phố Trà Vinh. Bà NTH, chủ cơ sở này cho biết, Danh năm nay 26 tuổi đã có một vợ và hai con. Bà Hát nói hôm xảy ra vụ việc, Danh đi tiệc về nên trong người có rượu. Do không làm chủ được bản thân, Danh đã gây ra sự việc đáng tiếc. Sau khi tỉnh rượu thì Danh buồn và hối hận, Danh cũng muốn được gặp tài xế xe cứu thương và gia đình bệnh nhân để xin lỗi thay mặt danh tôi xin lỗi tài xế xe cứu thương và người nhà bệnh nhân tôi cũng chịu toàn bộ kinh phí thay kính xe bị danh đập bể theo đại diện công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh cho biết cơ quan công an đang thụ lý điều tra xác minh thông tin nam thanh niên trong clip đại diện công an trà vinh thông tin sau khi xảy ra vụ việc tài xế đã đến công an thành phố trà vinh trình báo người này cho biết nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn do nam thanh niên cho rằng xe cấp cứu bóc còi kèn gây ảnh hưởng trình báo xong tài xế đã quay về thành phố hồ chí minh Ngày 4 tháng 6, công an Trà Vinh cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Trà Vinh và công an thành phố Trà Vinh đã vào cuộc làm việc. Tuy nhiên, phía bị hại chưa hợp tác tốt với lực lượng công an, gây khó khăn cho hoạt động điều tra và nghi phạm không có mặt ở địa phương. Lực lượng công an đang truy tìm nghi phạm để tiếp tục điều tra vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xe cứu thương. Sau khi nhận tin báo, công an thành phố Trà Vinh đã phân công lực lượng khẩn trương đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, xe cứu thương biển kiểm soát 51B01773 do tài xế Tạ Văn Quốc 28 tuổi, thường trú tại ấp Trường Long, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Tây Ninh, điều khiển bị vỡ kính phía trước, bể kính bên hông chỗ tài xế ngồi. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 4 triệu đồng. Qua làm việc, tài xế quốc cung cấp thông tin như sau. Ngày 31 tháng 5, tài xế quốc lái xe cấp cứu biển kiểm soát 51B-01773 của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Cường Phúc Thọ, địa chỉ tại đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chở bệnh nhân đi từ bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh về bệnh viện Thiên Ân, phường 5, thành phố Trà Vinh khi xe đến gần bệnh viện đa khoa trà vinh thì có ba người một nam hai nữ đi trên hai xe máy chạy phía trước nên tài xế quốc mở còi ưu tiên và xin nhường đường nhưng nhóm người này không cho sau khi mà tài xế quốc điều khiển xe vượt qua thì bị nhóm người trên đuổi theo vượt lên chặn đầu dùng gạch đá ném vào xe cấp cứu sau đó thì nhóm ba người này đã rời khỏi hiện trường Tuy nhiên trong quá trình điều tra mặc dù đã được cán bộ thụ lý vụ việc thuyết phục, giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ đối với bị hại, nhưng tài xế quốc và phía công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Cường Phú Thọ, công ty thuê tài xế quốc chưa hợp tác tốt với lực lượng công an, gây khó khăn cho hoạt động điều tra như gửi đơn yêu cầu không xử lý vụ việc mà để công ty tự giải quyết, sửa chữa xe, khai báo không đầy đủ về đặc điểm nhận dạng của các nghi phạm trên. Hiện ngoài truy tìm nghi phạm phòng cảnh sát hình sự cũng chủ trì tác động làm việc với bị hại để hợp tác tốt với lực lượng công an, định giá tài sản thiệt hại và củng cố hồ sơ tài liệu có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Những gì xảy ra với xe cứu thương ở Trà Vinh có lẽ không phải là trường hợp duy nhất rơi vào tình huống bị chặn đường đập phá. Với hành vi ngang ngược đập phá tài sản cũng như cản trở xe cấp cứu, chắc chắn nghi phạm sẽ phải chịu hình thức xử lý thích đáng theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng đường cho xe cứu thương đã được quy định trong luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, nhưng đường cho xe cứu thương cũng không phải là việc gì khó nhọc. Một hai phút di chuyển mở đường cho xe cấp cứu không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng việc làm nho nhỏ đấy thôi cũng đã giúp cho người bệnh có thêm hy vọng đến bệnh viện trong khoảng thời gian vàng. Chính vì thế qua vụ việc trên, mong rằng mỗi người sẽ có ý thức hơn nữa khi nghe thấy còi hiệu của xe cứu thương, không cản trở, không chặn đường khi xe đang làm nhiệm vụ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.